Trong Đại Thừa Giáo còn có một loại tu hành pháp dẫn. Chúng ta tu hành, nếu như bạn không có lòng nhẫn nại thì bạn không thể thành tựu. Đại đức sư đối với một người học phải khảo nghiệm, chính là khảo họ có thể nhẫn nhục hay không. Tôi ở trong Thiền Lâm Bảo Huấn, việc này đại khái vào khoảng 50 năm trước, tôi giảng qua Thiền Lâm Bảo Huấn là ở Gia Nghĩa. Một nơi cạnh bên núi A Lý, ở nơi đó có một cái chùa Thiền Lâm. Vào lúc đó họ vừa mới xây xong, tìm tôi đến giảng kinh chùa Thiền Lâm. Tốt quá, vậy tôi giảng Thiền Lâm Bảo Huấn. Thiền Lâm Bảo Huấn đều là câu chuyện. Bên trong có một câu chuyện, cũng nhiều năm rồi tôi cũng không có xem lại quyển sách này, gần như là đã quên hết. May mà quyển sách này lưu thông ở Đài Loan rất rộng, tùy lúc đều có thể tìm được. Các vị đều có thể lật xem thử. Tôi nhớ lại có một câu chuyện như vậy. Có một vị lão hòa thượng xem thấy có một học trò trẻ tuổi, học trò này sẽ có thành tựu, thông minh hiếu học, rất hiếm có. Thế là ông khảo nghiệm học trò. Dùng phương pháp gì vậy? Dùng thái độ rất ác liệt đối với học trò, dường như là rất chán ghét, không ưa. Vừa gặp mặt liền quát mắng, liền mắng học trò, dùng bà học trò. Thế nhưng học trò này rất cung kính đối với lão hòa thượng này, đều có thể nhẫn chịu. Có một lần lão hòa thượng rửa chân, đem nước rửa chân tạt vào mình anh ấy. Sau khi tạt nước xong, anh ấy cũng không giận. Sau cùng lão hòa thượng đổi giận đuổi đi. Khi giảng kinh nói pháp không cho phép đến nghe, anh không còn cách nào, anh không thể bước vào trong giảng đường. Anh ở bên dưới, bên ngoài cửa sổ để lắng nghe, nghe từ đầu đến cuối không bỏ đi. Trong lòng lão hòa thượng biết rõ, đến sau cùng truyền pháp, mọi người đều không biết lão hòa thượng truyền cho ai. Lão hòa thượng gọi anh, người quỳ bên ngoài đó vào đây, liền truyền pháp cho anh. Thì ra thời gian dài như vậy, lão hòa thượng ngày ngày quở mắng anh là xem anh nhẫn nhục, mỗi ngày khảo anh nhẫn nhục xem anh có thể vượt qua hay không. Sau cùng anh vượt qua được, biến thành pháp tự của lão hòa thượng. Việc này rất có đạo lý. Nếu như bạn không thể nhẫn thì bạn không thể thành tựu được cái gì. Thành tựu của bạn chỉ là bề nổi, không phải thực chất. Gặp phải cảnh giới, bạn sẽ tùy theo cảnh giới chuyển. Trong thuận cảnh, bạn sẽ khởi tham luyến. Trong nghịch cảnh, bạn sẽ khởi oán hận. Vì thì bạn không thể thành tựu. Cho nên,
Các vị xem qua Kinh Kim Cang, trong Kinh Kim Cang giảng lục độ, bố thí là nói được nhiều nhất. Kế đến là nhẫn nhục. Những cái khác chỉ là nói qua một cách sơ lược. Bố thí là tu phước. Tu phước, tu huệ. Pháp bố thí là khai trí tuệ. Đại bố thí là tu phước báo. Thế nhưng, nhẫn nhục là có thể thành tựu, là có thể gìn giữ. Cái bạn tu sẽ không bị mất đi. Bạn phải có thể nhẫn, thì bạn có thể gìn giữ. Bạn không thể nhẫn, thì không giữ được cái bạn tu. Đến lúc nó sẽ bị biến chất. Cho nên cái đạo lý này không thể nào không hiểu. Nhưng cái đạo lý này rất sâu. Chúng ta thấy sắp xếp của lục ba la mật cũng là cải thị cho chúng ta rất lớn. Bạn xem bố thí có phải là đang tu? Trì giới là thêm vào đức hạnh. Nhẫn nhục mới có thể thành tựu. Có thể nhẫn nhục mới có thể tinh tấn. Tinh tấn là gì? Một môn thâm nhập trường kỳ huân tu gọi là tinh tấn. Tinh tấn mới có thể được định. Được định sau đó mới có thể khai trí tuệ. Sáu cửa là nói một sự việc. Mắt xích đối mắt xích. Rất rõ ràng, rất tường tận. Nó không phải độc lập. Nó là từng bước hướng lên cao. Trí tuệ khai rồi thì thành Phật. Cho nên đang tu những dụng pháp. Chúng ta nói đến tu học của Phật Pháp. Mà không nhẫn thì làm sao có thể thành công? Giáo học của người xưa Trung Quốc. Trẻ nhỏ, từ nhỏ đã dạy nó nhẫn. Phải tu công phu nhẫn nại, phải học dừng dáng. Đứa nhỏ này ở đạo nghiệp, học nghiệp, sự nghiệp, chúng mới có được thành tựu. Nếu như tâm khí bất bình thì làm sao chúng có được thành tựu? Vậy thì không thể. Cho nên cái điểm này chúng ta phải hiểu. Sau đó chúng ta mới hoan hỷ mà học tập. Cho nên phàm phu nghiệp chướng sâu nặng. Phật có pháp phương tiện. Pháp phương tiện này cổ thánh tiên hiền chúng ta đã nói qua. Cho nên tôi học Phật đến nay cũng gần 60 năm. Kém 2 năm nữa là 60 năm. Tôi sâu sắc thể hội được cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chân thật cũng là Phật Bồ Tát tái sanh. Tại sao nói được hay đến như vậy? Làm thế nào học tập chúng ta mới có thể thành tựu? Bạn xem trên Tam Tự Kinh. Tam Tự Kinh là người xưa nói, cổ thánh tiên hiền nói.
giáo chi đạo quý vị chuyên, chỉ có 6 chữ: giáo học chi đạo quý chuyên quý tinh. Việc này hoàn toàn giống như nguyên lý nguyên tắc Phật Pháp đã nói. Cho nên những người nói ra lời này, họ không phải Phật Bồ Tát, vì là ai? Tôi đã từng thỉnh giáo thầy tôi, lão cư sĩ Lý Bình Nam. Tôi hỏi ông, cổ thánh tiên hiền Trung Quốc có phải là Phật Bồ Tát thì hiện hay không? Cụ ấy mỉm cười nói với tôi. Ông nói, trên lý thì nói được thông, trên sự thì không có chứng cứ. Đó là thật. Trên sự không có chứng cứ. Chính họ không có nói ra họ là Phật Bồ Tát gì đó tái sanh. Thế nhưng trên lý thì nói được thông. Vậy chúng ta liền hiểu được giáo học của Phật Pháp cũng không ngoại lệ. Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Đó là gì vậy? Việc này họ phải vận dụng. Nếu bạn không thể vận dụng thì có thể được hay sao? Vẫn chưa học thành thì muốn ra giảng kinh nói pháp. Đức hạnh chưa thành tựu, không đi giảng kinh nói pháp còn tốt, còn trung thực. Khi vừa đi giảng kinh nói pháp, hoặc giả giảng được hay một chút thì phiền phức đến, người khác tán thán bạn, cúng dường bạn, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si bạn của bạn liền nổi lên. Hỏng hết. Đó là gì? Không thể nhận. Tôi ở Đại Trung học kinh giáo với lão sư Lý. Vào lúc đó, ba mươi hai tuổi, lão sư nói với tôi, sau 40 mới có thể ra giảng kinh. Tôi ở Đại Trung trước sau 10 năm. Phần nhiều thời gian ở tại thư viện Từ Quan. Đó là đạo tràng lão sư Lý xây dựng. Vẫn chưa đủ 40 tuổi học giảng kinh ở tại nhà giảng. Trong đó có ba cái đạo tràng: thư viện, liên xã Đại Trung, còn có một cái chùa Linh Sơn. Cho nên những học trò chúng tôi giảng kinh đều là ở ba nơi đó học tập. Ở dưới mắt của thầy giáo. Sau 40 tuổi, nơi khác mời mới có thể đi. Trước 40 tuổi thì không thể đi. Phòng phạm rất nghiêm. Có câu là nghiêm sư xuất cao độ. Thì giáo tuy là rất nghiêm, những học trò như chúng tôi cũng chẳng cao được đến đâu. Đó là nguyên nhân gì? Do không thể chuyên tinh. Muốn học nhiều, muốn học rộng nghe nhiều. Thầy giáo tuy là hạn định chúng ta chỉ có thể học một bộ kinh. Chúng ta trẻ tuổi không hiểu. Lão sư ở qua Đại Trung 38 năm, giảng qua mười mấy bộ kinh. Vậy chúng tôi, hạn chế chúng tôi, chỉ có thể học một thứ. Chúng tôi không phục.
lão sư cũng không có cách nào hàng thuận chúng sanh. Không kiên trì nguyên tắc của chính mình, hàng thuận những học trò như chúng tôi. Học trò muốn học nhiều, ngài cũng mở rộng. Thế nhưng vẫn có điều kiện. Một môn học tốt rồi mới có thể học môn thứ hai. Đó là nguyên tắc của ngài. Phải học được đến như thế nào vậy? Phải đến ông đồng ý. Cũng giống như phải trải qua khảo nghiệm. Sự khảo nghiệm này chính là bạn học qua lên đài giảng kinh. Bạn giảng sao ông ở dưới đài nghe, nghe mà ông cảm thấy được, gật đầu. Như vậy, bộ kinh này mới xem là học xong, bạn mới có thể học bộ thứ hai. Đó là không được đồng thời học hai thứ. Đó là một nguyên tắc mà cả đời ông kiên trì, quyết định không cho phép học hai thứ một lúc. Chúng ta thực tế mà nói, trong nhà Phật vẫn cứ không bồi dưỡng ra được nhân tài. Cho nên những nguyên tắc này là một chút cũng không thể nào khai mở. Phải nghiêm giữ mới chân thật có thể bồi dưỡng ra được nhân tài. Bạn không học, không học thì thôi vậy. Bạn muốn học, vậy thì phải giữ quy củ. Như vậy mới có thể thành tựu. Thế nhưng thầy giáo không kiên trì đến mức thấp nhất. Nếu kiên trì đến mức thấp nhất mà nói, liên xã đại trung phải có ra được vài người. Sự việc này lão sư có nói qua với tôi. Ông rất cảm khái mà nói, học trò tìm thầy không dễ, có thể gặp không thể cầu. Đến nơi đâu để tìm thầy giáo? Lão sư lại nói ngược lại, lão sư tìm học trò càng khó hơn. Lão sư tìm học trò thế nào? Học trò truyền đạo của ông còn khó khăn hơn so với học trò tìm thầy. Đó là thật, không phải giả. Người truyền đạo quá khó. Cái thứ nhất là đức hạnh. Cái thứ hai là trí tuệ. Cái thứ ba là phải có phước báo. Không có phước báo không được. Cho nên Phật dạy đệ tử phước huệ song tu. Huệ tuy là rất quan trọng, vậy mà phước để ở phía trước. Bạn thấy người xưa, không luận là đạo tràng của tông phái nào, người học bước vào đạo tràng gọi là 5 năm học giới. Đó là gì? 5 năm tu phước. Tu phước chính là hiện tại chúng ta gọi là làm công quả. Trong thường trụ làm công quả, làm 5 năm. Sau khi làm xong 5 năm, bạn mới có thể làm thanh chúng để học tập, bước vào giảng đường học kinh giáo, thiền được thì ngồi thiền, niệm Phật đường thì niệm Phật. 5 năm đầu thì phải làm công quả. Chúng ta hầu giúp người khác, vì sao mới có người chăm lo cho bạn? Đó là rất công bằng. Hiện tại những quy củ này đều không còn. Cho nên tất cả đều phải như lý như pháp. Như lý như pháp, không có công phu nhẫn nhục thì không thể thành tựu. Nhất là vào hiện đại,
Phật pháp suy đồi. Người chân thật có lòng, người phát tâm bồ đề, kế tục huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh, có đại nguyện như vậy. Nếu bạn không có sự nhẫn nại lớn, bạn sẽ không thể thành tựu. Có những đại lớn vẫn phải tuân thủ giáo huấn của đại đức xưa, chính là một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Tâm của họ liền định, chấp chính là cố chấp. Trước chính là dính mắc. Đối với cái hiện tượng này có sự chấp trước kiên cố, cho nên dùng cái danh từ chấp trước này chính là dính mắc kiên cố. Dính mắc thì đã sai rồi. Dính mắc cái gì? Chính là nhục. Người xưa Trung Quốc thường nói: sĩ khả sát, bất khả nhục. Sĩ là một người có học, hiện tại chúng ta gọi là phần tử tri thức. Phần tử tri thức chặt đầu không hề gì, không hề sợ. Nhục mã thì không được, quyết định không thể chịu được sự sỉ nhục. Cho nên Pháp Sư Dịch Kinh nói, người Trung Quốc chấp trước nghiêm trọng như vậy đối với sỉ nhục. Vì vậy nhẫn chính là nhẫn nhục. Nhục có thể nhẫn, vậy còn thứ gì mà không thể nhẫn? Cho nên những đại đức Dịch Kinh liền khắc ý lấy cái chữ này, nhắc nhở người Trung Quốc không có thứ nào mà không thể nhẫn. Nhẫn mới có thể thành tựu. Phía sau nói nhẫn có hai loại, một cái là sanh nhẫn, một cái là pháp nhẫn. Có hai loại như vậy. Cái gì gọi là sanh nhẫn? Vì ư cung kính cúng dường, trung bất sanh kiêu vật. Đó là một loại. Loại thứ hai, ư sân mạ đã hại trung bất sanh oán hận. Đây đều là thuộc về phương diện nhân sự. Chúng ta nói phương diện này trước, việc này rất khó nhận. Cung kính cúng dường, chúng ta thường nói gặp được thiện tri thức, hoàn cảnh tốt, xứng ý vừa lòng, thuận cảnh thiện duyên. Thiện duyên là nói người tốt, đều là người bạn ưa thích. Hoàn cảnh tốt, tất cả xứng ý, vừa lòng. Bạn ở trong đó không sinh kiêu ngạo. Giận là phóng giận, kiêu là kiêu mạn. Có quan hệ mật thiết với tham luyến, có thể ở trong hoàn cảnh tốt như vậy mà không khởi tham luyến. Cái điểm này rất quan trọng. Nếu như ở trong cảnh thiện duyên khởi tham luyến thì phiền não liền lớn. Lớn ở chỗ nào vậy? Bạn không đi khỏi được hoàn cảnh đó. Bạn ưa thích cái hoàn cảnh đó, tham ái cái hoàn cảnh đó, thế nhưng thọ mạng của bạn có hạn. Sau khi chết rồi,
Người học Phật chúng ta đều biết có luân hồi. Sau khi chết rồi đi đến nơi đâu? Đến bất cứ nơi đâu tuyệt đối không phải vua Diêm La. Đem bạn đưa đi. Vua Diêm La có hay không? Có, là có sự việc này. Vua Diêm La căn cứ vào ý nghĩ của chính bạn. Ông ấy dựa vào cái gì để phán bạn đi đến đường nào? Bạn ưa thích đến đường nào, ông ấy liền phán cho bạn đi đến nơi đó. Ưa thích cái gì? Ưa thích tham luyến. Không nỡ lìa bỏ. Không nỡ lìa bỏ cái nhà. Nghề nghiệp cả đời của bạn vẫn không tệ, không có tạo tội nghiệp gì lớn. Đời sau lại được thân người, thì đến nơi đâu vậy? Lại đến nhà của bạn, làm con cháu trong nhà, làm con cái của con cháu bạn, lại biến thành người một nhà. Vì sao vậy? Họ tham luyến đối với cái nhà này. Nếu như là người xuất gia thì phiền phức. Người xuất gia thì ở trong chùa. Trong chùa thì không có nam nữ hôn phối. Vậy thì phải làm sao? Họ không đi được khỏi nơi đây. Trong chùa thì có chuột, có con giả, có con kiến. Họ liền đầu thai vào đó. Họ không chịu lìa bỏ được nơi đó. Cho nên phiền phức lớn. Do đó Phật đã mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chúng ta thuận cảnh thiện duyên, quyết định không thể có tâm tham ái. Ngay chỗ này gọi là kiêu dật. Tôi nói tham luyến dễ hiểu. Hành động tham luyến chính là kiêu mạn phóng túng. Không luận ở hoàn cảnh nào, gia đình cũng tốt, đối với sự nghiệp của bạn cũng tốt. Khi nào thuận tâm thì phải có cảnh giác cao độ. Phải nên biết con người ở thế gian này, đời người chân thật là duyên hợp rồi duyên tan. Mọi người có thể cùng ở với nhau là duyên phận. Duyên hợp thì có mặt ở nơi đây. Duyên tan thì sẽ không có mặt nơi đây. Như chúng ta ở nơi đây cùng nhau học tập vọng tầng hoàn nguyên quán. 2 giờ đồng hồ này, bạn thấy chúng ta nhiều người như vậy, từ 4 phương 8 hướng đến cái giảng đường này. Đó là hợp. Cái hội này giảng xong, 2 giờ đồng hồ giảng xong thì chúng ta tản ra. Duyên hợp, duyên tan. Khi hợp thì không sanh tham luyến, khi tan thì cũng không bi thương. Mãi mãi gìn giữ tâm bình thường của bạn. Bình là bình đẳng, không khởi sóng động. Thường là vĩnh viễn giữ gìn cái tâm bình lặng đó của bạn. Tâm thanh tịnh, không khởi sóng động. Trong nhà Phật có một danh từ gọi là tam muội, cũng gọi thiền định. Cho nên thiền định không nhất định ngồi chéo chân quay mặt vào vách. Thiền định chân thật chính là mỗi giờ mỗi phút đều giữ gìn tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Đó là chánh định,
nên gọi là đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Vào được cảnh giới này, trong Phật Pháp gọi là thánh nhân, đó là Phật Bồ Tát. Vì thì không phải là người thông thường. Người thông thường luôn là có tâm tư, tâm tư luôn là không tránh khỏi tham sân si mạn. Những phiền não này đang làm chủ. Trái lại, nếu như ở trong nghịch cảnh, cái hoàn cảnh đó rất là không tốt, bạn rất không ưa thích, gặp phải ác duyên. Ác duyên là hoàn cảnh nhân sự. Gặp được những người đó đều là chính bạn chán ghét. Bạn không thể cố gắng cùng sống hòa thuận. Vào lúc này phải làm sao? Trong lúc bị đánh mắng, không sanh oán hận, biết được đi cũng là duyên hợp. Đó là duyên gì? Đó là duyên bất thiện. Thuận cảnh thiện duyên, đó là duyên tốt. Nếu trái ngược lại thì không phải duyên tốt. Thế nhưng nó cũng phải hợp. Khi nhân duyên gặp lúc thì quả báo vẫn phải chịu. Người khác dùng tâm sân hận đối với chúng ta, dùng ác khẩu thêu dệt đối với chúng ta, thậm chí đánh mắng hãm hại. Vào lúc này, quan trọng nhất là không sanh tâm oán hận. Vì sao vậy? Trong Đại Thừa Giáo Trung Quốc, Tổ sư Đại Đức thường hay trắc nghiệm học trò. Dùng lời hiện tại mà nói chính là khảo thí, khảo nghiệm bạn. Thường hay nhắc nhở chúng ta, bạn biết không? Ý nghĩa của hai chữ này rất là sâu. Trong câu nói này bao hàm cả nghĩa sâu là nhìn thấu, là buông bỏ. Bạn biết không? Bạn nhìn thấu hay chưa? Bạn buông bỏ hay chưa? Nhìn thấu là cái gì? Chân tướng sự thật, gọi là quan gia. Đối đầu, không phải quan gia thì không thể cùng nhau. Quan gia tụ hội thì không tránh khỏi sân hận báo thù. Chúng ta ở trong loại hoàn cảnh này, người khác mắng giết chúng ta, chúng ta có tức giận hay không? Đặc biệt là vô duyên, vô cớ, hoặc giả là họ hiểu lầm đối với chúng ta, chúng ta sẽ cảm thấy rất là oán ức. Cảm thấy oán ức thì liền có oán hận trong đó. Từ trong oán hận sanh tâm báo thù,
sự việc này phiền não liền lớn. Đời đời, kiếp kiếp về sau, oan oan tương báo lẫn nhau, không hề kết thúc. Đời sau mãnh liệt hơn đời trước. Cho nên không phải oan gia thì không tụ hội. Thế nên Phật nói với chúng ta, oan gia nên giải, không nên kết. Đó là bạn giác ngộ. Chúng ta đối đầu với những oan gia này, quan trọng nhất là phải hiểu được cái gì hóa giải. Không nên kết quán nữa. Hy vọng ngay đời này gặp được, cái sổ nợ này sẽ trả hết ngay đời này. Đó là thông minh, đó là trí tuệ chân thật. Cho nên nếu như chúng ta gặp phải, nhất định phải biết được nhẫn nhục. Họ sỉ nhục ta, ta phải có thể nhẫn nhục, hóa giải hết cái quán kết này. Chân thật là người tu hành không chỉ là không có lòng oán hận, không có lòng báo thù, còn phải khởi lên cái tâm gì? Tâm cảm ơn, tâm cảm tạ họ. Tại vì sao phải cảm tạ họ? Bởi vì họ dùng hành vi thái độ này đối xử ta, ta có thể hoan hỷ nhận chịu. Công phu nhẫn nhục của chính mình được nâng cao. Không có công phu nhẫn nhục này thì không làm được. Chứng minh bằng nhẫn nhục đến được trình độ nhất định. Cũng như nói họ đến để thử nghiệm ta, ta thông qua rồi, vậy ta có nên cảm kích đối với thầy giáo hay không? Cho nên câu nói biết không của Tổ sư Đại Đức, bạn xem ý nghĩa bao sâu. Nếu như khi bạn biết rồi, không chỉ thuận cảnh không sinh tham luyến, nghịch cảnh không sanh sân hận, phiền não tập khí của bạn liền dần dần thật buông bỏ. Nếu bạn không thông qua khảo nghiệm này, bạn làm sao biết được công phu của bạn được dính mùi? Chúng ta nhớ lại ở trong Trúc Sông Tùy Bút của Đại sư Liên Trì, trong đó ghi lại một câu chuyện. Đó là người thật, diệt thật. Có một vị tu hành ở trong núi sâu, phải có đến 20-30 năm không xuống núi, tu được rất tốt, tín đồ tôn kính cúng dường đối với ông, lễ thịnh mời ông xuống núi giảng kinh Quan Pháp. Ông liền đi. Lần này xuống núi, khi vừa xuống núi gặp được tín đồ cung kính cúng dường, ông liền sanh ra kiêu ngạo phóng dật. Chính là ngay chỗ này vừa nói, công phu liền thoái chuyển. Ta gọi là chưa qua được khảo nghiệm. Trong núi sâu cách tâm hạnh rất thanh tịnh, vừa bước vào thế giới muôn màu, không qua khỏi khảo nghiệm, tâm liền động. Đại sư Liên Trì cũng quen biết ông. Khi gặp mặt ông, ngài liền nói, ngài nói có một người như vậy, tu hành trong núi sâu rất nhiều năm, sau khi vừa bước vào hồng trần, thất bại thảm hại. Ông đến hồng trần để độ chúng sanh, cuối cùng lại bị chúng sanh độ đi mất. Người kia liền hỏi, người đó là ai vậy? Đại sư Liên Kỳ liền nói, tôi nói chính là lão huynh. Câu nói này làm ông tỉnh thức. Giống như sự việc này, từ xưa đến nay, có rất nhiều. Cho nên hiện tại, tu hành thành công khó.
có mấy người có thể vượt qua được danh vọng lợi dưỡng khảo nghiệm? Danh vọng lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy bày ra trước mặt mà không động tâm, có được mấy người chứ? Lại có được mấy người ở trong nghịch cảnh bị oan uổng, bị sỉ nhục mà không có lòng sân hận, không sinh oán hận, không có báo thù, có mấy người có thể làm được? Cho nên thật đã biết rồi, tâm địa của họ vĩnh viễn thanh tịnh, ở trong thuận cảnh thanh tịnh, trong nghịch cảnh vẫn là thanh tịnh. Họ sinh ra cái tâm gì vậy? Mãi mãi sinh ra cái tâm cảm ơn, báo ơn. Vì sao vậy? Học trò đi học ở trường, khi tôi còn trẻ đi học trung học, thầy của tôi ngày ngày vừa lên lớp là sát hạch. Khảo nghiệm bạn mỗi ngày, xem bạn có tiến bộ hay không. Vì người tu hành chúng ta có phải vậy hay không? Đúng vậy. Bạn xem từ sớm đến tối, bạn xem thấy tất cả mọi người, tất cả mọi việc, tất cả mọi vật, đó chẳng phải đang khảo bạn hay sao? Thuận cảnh bạn khởi lên tham luyến, bạn thi không đạt tiêu chuẩn, nghịch cảnh gặp người khác mắng bạn vài câu, sỉ nhục bạn một chút, bạn liền sân giận, bạn liền oán hận, bạn đều là được điểm không mà đi. Mỗi ngày thi, mỗi ngày không tiến bộ, không những không tiến bộ, hơn nữa còn thoái lui, mức độ thoái lui rất nhanh, sinh khởi tham luyến, sinh khởi oán hận. Cho dù trì giới trì được rất nghiêm, có công phu không? Không có công phu. Làm gì là người nghiêm trì tịnh giới mà khởi lòng tham, có thể khởi lòng sân hận? Chính mình giới luật giữ được rất tốt, dường như rất đúng pháp, xem thấy người này không giữ giới, người kia phá giới, trong lòng liền rất không vui, tùy ý phê bình. Loại thái độ này nói rõ sự giữ giới đó của họ là giả, không phải là thật. Bạn xem Đại sư Huệ Đăng đã nói trong Đàn Kinh, nếu là người chân thật tu hành, không thấy lỗi thế gian. Người chân thật thì giới, tất cả thiện ác của thế gian này họ có thấy hay không? Nếu như nói không thấy, nếu nói không thấy thì con mắt của họ có vấn đề. Họ nhìn thấy, họ nhìn thấy thì thế nào? Họ không để ở trong lòng. Đó gọi là không thấy lỗi thế gian. Thấy mà không thấy, nghe mà không nghe, không để ở trong lòng. Tâm là thanh tịnh, tâm là bình đẳng. Cho nên đối với tất cả chúng sanh, thiện duyên cũng tốt, ác duyên cũng tốt, đều là bình đẳng, lễ kính, tán thán. Trong tán thán đó, ngôn hành thiện thì tán thán, ngôn hành không thiện thì không nói, nhiều nhất mỉm cười là xong. Ý gì trong đây sâu rộng, chúng ta luôn phải thấu hiểu, phải biết làm thế nào để học tập. Trong Chư Kinh Yếu Tập có nói ba loại nhẫn hạnh,
chính là nhẫn nhục tu hành. Thứ nhất là ý nghĩa phía sau cùng với điều này là như nhau. Gặp phải một số ác duyên, gặp phải người độc hại, thậm chí cắt xẻo như nhẫn nhục tiên nhân, gặp phải Ca Lợi Dương cắt xẻo thân thể, ở trên kinh Phật vận dụng câu chuyện này rất nhiều, nói được rất tường tận ở trong kinh Đại Niết Bàn, nói ra tỉ mỉ câu chuyện này. Trên kinh Kim Cang chỉ nói sơ lược. Nhẫn nhục tiên nhân là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn đang tu Bồ Tát Đạo chưa thành Phật, tu nhẫn nhục Ba La Mật, nhẫn mà người không thể nhẫn. Thông thường người không thể nhẫn thì Ngài có thể nhẫn được. Trên thực tế là chư Phật Như Lai, thì hiện loại hình tướng này để cho chúng ta xem, để khởi phát cho chúng ta, để chúng ta xem thấy loại hành trì này của các ngài. Chúng ta chính mình sâu sắc mà phản tỉnh, mà giác ngộ. Phải học tập với các ngài. Khó nhẫn, có thể nhẫn. Không có gì không thể nhẫn. Chỉ cần bạn có thể xem nhẹ một chút tất cả pháp thế xuất thế gian, không nên khẩn trương như vậy. Ở trên kinh, ở trên thiên văn chương này của chúng ta, tổng đề mục là pháp giới viên minh tự tại dụng. Đó là nói ai vậy? Nói đến pháp thân đại sĩ. Họ hoàn toàn thấu suốt, giác ngộ. Đối với thật tướng của vũ trụ, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Họ có chấp trước hay không? Không chấp trước. Họ có phân biệt hay không? Không phân biệt. Không những không có phân biệt chấp trước, động niệm cũng không có. Cho nên họ viên mãn 10 Ba La Mật. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở 10 Pháp giới. Trên hình tướng không hề khác gì với chúng ta. Mặc áo ăn cơm, học tập làm việc không hề khác nhau. Trên thực tế, cốt cách thì hoàn toàn không như nhau. Cho nên gọi là tùy duyên diệu dụng. Tùy duyên là chúng sanh có cảm thì ta có ứng. Cái cảm ứng này là tùy duyên. Diệu dụng ở đâu vậy? Ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Các ngài không khởi tâm, không động niệm. Đó là Phật. Không phân biệt, không chấp trước. Đó là Bồ Tát. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta ở ngay trong tác dụng, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước.
cho nên gọi là phàm phu. Trên hình tướng của chúng ta, họ diệu mà chúng ta không diệu. Cho nên họ lúc nào cũng có thể cảm thọ, ta thứ gì cũng kỳ kèo. So đo từng ly. Không hề dừng dịch chút nào. Đó gọi là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì có báo ứng, liền có nhân quả. Đời đời kiếp kiếp dính bận không rõ, bạn xem nhiều khổ. Cho nên trong Kinh Đại Thừa Phật dạy chúng ta phải học Bồ Tát tùy duyên diệu dụng, vì thì bạn an vui không gì bằng. Hòa trong hồng trần với tất cả chúng sanh, trên hình thức bên ngoài bạn không hề thấy điều gì, thế nhưng người biết nhìn thì rõ ràng tường tận. Người biết nhìn là thế nào? Trong thuận cảnh không tham luyến, trong nghịch cảnh không sanh sân hận. Từ ngay chỗ này có thể thấy ra được. Nếu như nghiêm trọng hơn một chút, người khác khinh khi bạn, xem thường bạn. Quỷ bán bạn, vũ nhục bạn, hãm hại bạn. Bạn cũng có thể nhẫn chịu, cũng không có oán hận, cũng không có ý niệm báo thù. Không chỉ không có tâm báo thù, không có ý nghĩ oán hận. Vừa rồi mới nói, người chân thật tu hành là ngày ngày đang tiếp nhận khảo nghiệm, ngày ngày nâng cao cảnh giới của chính mình. Cảnh giới càng cao, bằng những sỉ nhục càng nghiêm trọng, bằng gặp nạn sẽ càng khổ. Mỗi ai đều vượt qua, vì chúc mừng bạn, bạn thành Phật rồi. Cho nên nhẫn nhục tiên nhân, cái ải sau cùng là bị ca lợi dư cắt xẻo thân thể. Ca lợi là tiếng Phạn, dịch thật ý trung gian chính là hôn quân vô đạo. Người Trung Quốc chúng ta gọi là bạo quân. Ông ấy là vua, đó không phải là ông vua tốt, là một ông vua ác, bạo chúa, không thông tình người, không nói lý. Gặp phải sự việc như vậy, đó thật gọi là vô duyên vô cớ. Ông ấy cảm thấy không vui thì liền đem người ta giết đi. Giết còn không phải dùng một dao giết chết, gọi là xử tử lăng kỳ, chính là dùng dao từ từ mà cắt, cắt thịt ra từng miếng, cắt đến khi chết thôi, chịu lăng nhục đến như vậy. Những nhục tiên nhân nói với vua Ca Lợi, tương lai ta thành Phật, người ta độ đầu tiên là ông. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện thành Phật lần này, người đầu tiên được độ chứng quả A-la-hán là Kiều Trần Như Tôn Giả. Tiền thân của Kiều Trần Như Tôn Giả là vua Ca Lợi. Bạn thấy những dục tiên nhân không những không oán hận, không những không báo thù, mà còn rất cảm tạ ông ấy. Ta tương lai thành Phật sẽ độ ông trước.
đó là chính xác. Phật không độ người vô duyên. Cái duyên này có thiện duyên, có ác duyên. Thiện duyên, ác duyên ở trong mắt của Phật Bồ Tát đều bình đẳng được độ. Cái duyên nào chín mùi thì độ trước. Phật vì để báo ân, đó là để chúng ta xem, để chúng ta học tập. Chúng ta phải nên học tập như vậy. Sát hại cũng không bằng sự tử láng gì thảm khốc như vậy. Ngài có thể tiếp nhận, có thể chịu được. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật trước. Ở trong hiện kiếp, tên Phật xếp thứ tự. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ năm. Tên xếp sau Phật Di Lặc. Do vì vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể, viên mãn nhẫn nhục Ba La Mật, nên tiến lên trước. Cho nên Ngài tiến lên trước thành vị Phật thứ tư. Bồ Tát Di Lặc thì sao? Di Lặc hiện tại là Bồ Tát. Tương lai sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài tiếp theo thành Phật, hai Ngài đã thay đổi vị trí. Ngài tiến lên trước. Những dục tiên nhân cảm kích ông ấy là có đạo lý, giúp cho Ngài thành tựu trước. Chúng ta có thể thể hội được cái ý này không? Thể hội được cái ý này, bạn gặp phải nghịch cảnh ác duyên, bạn sẽ không có chút lòng oán hận, bạn sẽ có lòng cảm ơn. Vì sao vậy? Có được cơ hội tiến lên thành tựu trước, do họ cho ta. Họ đến khảo ta, ta vượt qua được cái ải này. Không có lòng oán hận. Cho nên trên kinh nói, mỗi ngày là ngày tốt, mỗi giờ là giờ tốt. Hai câu nói này đặc biệt dùng ở vào cái thời đại hiện đại này. Chúng ta hiện tại vào cái thời đại này, các vị biết thiên tai nhân quả khác thường triền miên. Chúng sanh cư trụ ở trên cái địa cầu này, cổ không nói ra lời, chúng ta gặp phải rất nhiều người bị đào thải ở trong hoàn cảnh này. Người chân thật tu hành gặp được hoàn cảnh này là hoàn cảnh tốt. Đó là gì vậy? Trắc nghiệm lớn, không phải là trắc nghiệm nhỏ, khảo thí lớn. Bạn có thể thông qua từng ải, chẳng phải bạn tiến lên thành tựu trước hay sao? Cho nên nói người người là người tốt, mọi việc là việc tốt. Vấn đề là chúng ta phải dùng lòng chân thành để đối nhân xử thế, phải dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm trí tuệ, tâm từ bi, học chư Phật Như Lai vĩnh hằng bất biến. Không luận là ở thiện duyên hay ở ác duyên, là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, quyết định phải gìn giữ. Chân thật có thể làm được, quyết định được quay thần tam bảo gia trì. Gặp hoàn cảnh khó khăn hơn, bạn cũng có thể vượt qua.
Khổ là phải nhận, phải nên nhận chịu, lấy khổ làm thầy. Thành công hay không, hoàn toàn ở chính mình, không ở người khác. Cho nên có trí, chân thật muốn học. Đây là con đường thành công chân thật. Chỗ này là then chốt nhất, chính là chúng ta đã nói phía trước đó, thuận cảnh nghịch cảnh, không bị cảnh giới xoay chuyển, thiện duyên ác duyên đều không động tâm, một lòng hướng đạo, mỗi niệm đều tương ưng với kinh giáo. Hôm nay ta nghe kinh một ngày 6 giờ, có thể ở trong đây nghe hiểu một câu hai câu thì có thọ dụng. Mỗi ngày đều có thể có một hai câu, 3 năm sau cái gốc này kiên cố. Lúc nào thì ra ngoài hoằng pháp, sau 10 năm, không một ai không thành tựu. Không khó, người tuổi tác lớn. Đối với học giáo, giảng kinh hoằng pháp, đích thực, tâm có thừa mà sức không đủ. Vậy phải làm sao? Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Phật. Dạng duyên buông bỏ, một lòng niệm Phật, 3 năm sẽ có thành tựu. Tôi còn ghi nhớ năm xưa, lời nói này đại khái là 50 năm trước. Tôi dạy học ở Phật Quang Sơn. Và lúc đó Phật Quang Sơn là một mảng Quang Sơn, chỉ có xây dựng một khu nhà, chính là Học viện Phật giáo Đông Phương. Phật Học viện Đông Phương. Vào lúc đó có hơn 100 học trò, đại khái có hơn 130 người. Chúng tôi có mấy vị thầy giáo ở nơi đó đảm nhiệm dạy học. Tôi nhớ được có một hôm vào buổi tối, ánh trăng rất đẹp, chúng tôi ở bãi cỏ bên ngoài học viện. Phía trước bãi cỏ có một cái hố to, vì sao làm thành hồ phóng sanh. Ở nơi đó đàm luận Phật Pháp. Có một người làm việc lâu dài, làm việc lâu dài ở Phật Quang Sơn. Anh là người Đồng Hương Tượng Quân. Anh cũng đi đến cùng chúng tôi liền mời anh ngồi xuống. Anh nghe một hồi, anh kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện, là sự việc chính tại quê hương anh. Người thật, việc thật. Anh nói hàng xóm của anh có một lão thái thái, người rất là hiền lương. Thần Phật không phân, bà thứ gì cũng lạy, lạy được rất nhiều năm. Trước đó 3 năm, bà cưới một cô dâu. Cô dâu hiểu Phật Pháp, liền khuyên bà không nên bái thần nữa, chuyên bái A Di Đà Phật, chuyên niệm A Di Đà Phật.
lão thái thái tiếp nhận, thật chịu làm. Trong nhà thiết lập một Phật đường, mỗi ngày niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ, niệm được 3 năm. Hôm đó bà nói với con trai và con dâu, khi ăn cơm các con ăn trước đi, mẹ phải đi tắm, không cần đợi mẹ. Người nhà rất hiếu thuận, chân thật là gia đình hạnh phúc, đều là đời lão thái thái. Đợi được rất lâu cũng không thấy bà ra. Bước vào xem thì bà thật có đi tắm. Đến khắp nơi tìm, tìm không thấy. Coi bà cũng không thấy có người trả lời. Sau đó đến phần đường nhỏ để tìm. Xem thấy bà đứng trước tượng Phật, tắm xong, mặc quần áo sạch đẹp, mặc áo tràng, tay cầm tràng hạt đứng ở trước Phật, gọi bà không trả lời. Quan sát tỉ mỉ thì bà đã vãng sanh rồi. Đứng mà vãng sanh là thật, không phải giả. Cho nên anh ấy khuyên chúng tôi niệm Phật là tốt. Bạn xem 3 năm hiệu quả tốt như vậy. Chúng tôi đêm hôm đó là nghe anh nói Pháp, chúng tôi rất cảm động. Tôi nhớ lại có một năm, chúng tôi hiệu trưởng Đại học Trung Sơn Cao Hùng mời tôi có một buổi diễn giảng ở trường học. Tôi nhắc đến sự việc này, ngay trong tính chúng còn có rất nhiều người nói với tôi, họ cũng biết được sự việc này. Là thật, không phải giả. Bạn xem, đây cũng chính là một môn thâm nhập. Chính là một nhẫn dục ba la mật. Bạn có thể nhẫn. Công phu của 3 năm, buông bỏ hết tất cả, thế pháp, Phật pháp thì đều buông bỏ. Chỉ một câu A Di Đà Phật, bà ý 3 năm thành tựu. Bạn xem, không có bị bệnh. Biết trước giờ chết, đứng mà ra đi. Tại vì sao bà không nói? Chúng ta có thể tưởng tượng được. Vừa nói ra thì e rằng người trong nhà sẽ sinh ra chướng ngại. Cho nên không nói. Sau khi đi rồi, các vị nghĩ xem, ở quê Tượng Quân, chúng ta nói lời nói này đại khái 50 năm trước. Điển hình như thế này rất nhiều. Cho nên niệm Phật cầu sanh tịnh độ không khó. Trên Kinh Di Đà nói với chúng ta là 7 ngày. Nếu 1 ngày, nếu 2 ngày, nếu 3 ngày, nếu 4 ngày, nếu 5 ngày, nếu 6 ngày, nếu 7 ngày. Cái 7 này là biểu thị viên mãn, nó không phải là định số. Bạn có thể kiên trì đến cùng, quyết định không thay đổi. Không có ai không thành tựu. Cho nên trung niên trở lên, đặc biệt là sau 60 tuổi, phải học pháp môn này. Pháp môn này quyết định thành tựu. Tại vì sau đó 60 tuổi vì sao? Đó là lúc trước lão sư Lý thường hay nhắc nhở chúng tôi. Trên địa cầu có xuân hạ thu đông. Xuân sanh hạ trưởng, thu thâu đông tàn. Đây là đối với thực vật mà nói. Con người cả đời cũng có xuân hạ thu đông. Con người sinh ra đến 20 tuổi, 20 năm này, cái 20 năm đầu là mùa xuân của con người. 20 đến 40 là mùa hạ của con người. 40 đến 60 là mùa thu của con người. 60 đến 80 là mùa đông của con người. Mùa đông nên cất lại. Hay nói cách khác, mùa đông nên chôn vào trong đất. Bạn phải nên biết. Cho nên sau 60 tuổi thì phải lo thoái hương. Lập cái gì? Niệm Phật, cầu sanh tịnh độ.
công phu chân thật thành tựu rồi. Công phu niệm Phật thành tựu, giảng sanh thế giới Cực Lạc. Đi sớm một ngày cũng được, trễ vài ngày cũng được, gọi là sanh tử tự tại. Vậy thì các vị thử nghĩ xem, nếu như bạn công phu thành rồi, bạn bằng lòng đi sớm một ngày hay là vẫn muốn ở thêm vài năm? Khẳng định là đi sớm. Ai bằng lòng trải qua thêm những ngày tháng khổ cực trên thế gian này? Đó là gì? Đó là không đi được nên đành phải chịu. Thật đi được rồi, tại vì sao không đi? Chỉ có một loại người, công phu họ thành tựu rồi. Tại vì sao họ không đi? Ở nơi đây vẫn còn có người có duyên, họ muốn giúp cho những người đó. Phật độ người có duyên, có duyên với họ, họ khuyên bảo họ, con người đó có thể tin, có thể hiểu, có thể hành, có thể chứng. Vậy thì cần phải giúp đỡ họ. Phật thì vô trung, bất xả nhất nhân. Nếu như không có duyên, không có duyên thì chính mình liền đi. Cái đạo lý này phải nên hiểu. Cho nên sau 60, có thể nói là nỗ lực niệm Phật 3 năm. Đó là phước báo đệ nhất đẳng. Thế xuất thế gian. Vì sao vậy? Phước báo thiên thượng nhân gian đều là giả, đều không phải thật. Giảng sanh thế giới Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật, đó là thật. Sanh đến Cực Lạc là vô lượng thọ. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, quyết định một đời thành Phật. Tại vì sao không làm? Cho nên quý, quý ở một môn thâm nhập. Cho dù 10 năm thành tựu, bạn một bộ kinh này thông rồi, thì các kinh khác cũng thông, các loại đều thông. Đại Đức Sư nói với chúng ta, một kinh thông, tất cả kinh thông. Một pháp môn thông, vô lượng pháp môn đều thông. Cho nên, bạn có năng lực giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh căn tánh không như nhau. Bạn có thể quán cơ. Bạn biết được căn tánh họ như thế nào. Bạn biết được họ phải nên học pháp môn gì. Họ sẽ có thành tựu. Khi chính mình chưa có thành tựu, giáo hóa chúng sanh khó. Không biết căn cơ của chúng sanh, cũng giống như một người bệnh. Bạn chưa có học qua y học, bạn xem thấy người bị bệnh, bạn không biết được chứng trạng của họ. Bạn đưa thuốc cho người ta uống, rất có khả năng đã dùng sai. Uống sai thuốc có thể hại chết người. Pháp môn sai rồi thì hủy hoại đi pháp thân huệ mạng của người khác. Cho nên không biết quán cơ. Có một phương pháp khuyên họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quyết định không sai. Pháp môn này gọi là trùng khắp ba căn, lợi độ gồm thâu, quyết định không sai. Dùng các pháp môn khác thì không đáng tin, dùng pháp môn này thì nhất định đáng tin. Những đạo lý này chúng ta phải nên hiểu. Kiên trì chính là nhẫn nhục ba la mật. Cả đời ta một phương hướng, một mục tiêu, một bộ kinh, một câu Phật hiệu, làm gì mà không thành Phật chứ? Không thể thành tựu, nguyên nhân chân thật chính là tâm địa của bạn dao động, lòng tin của bạn dao động.
bạn không thể nào kiên trì tới cùng. Bạn ham muốn các pháp môn khác, xem thấy pháp môn này cũng tốt, pháp môn kia cũng không tệ, mọi thứ đều muốn học, đến sau cùng thấy đều thất bại. Quay về căn gốc mà nói là không thể nhận. Các vị, nhất định phải hiểu rõ, hôm nay tôi ở ngay nơi đây, cẩn trọng đặc biệt nhắc nhở mọi người, chúng ta học Phật phải học từ đâu? Kiên trì ba cái gốc, nho thích đạo. Ba cái gốc này phải bắt đầu làm từ đâu? Lấy cái nào làm trung tâm? Phải lấy cảm ứng thiên làm trung tâm. Hôm nay tôi nói lời thành thật với mọi người. Vì sao vậy? Cảm ứng thiên là nói nhân quả. Chân thật tin tưởng nhân quả, tâm của bạn liền định. Cũng giống như viên liệu Phạm tiên sinh vậy. Ông tin tưởng nhân quả, tâm của ông định. Vì sao vậy? Ông cũng có mong cầu. Tại vì sao không cầu? Cầu cũng không được. Trong mà không có cầu cũng không được. Trong mà có, quyết định có. Trong mà không có, có dùng phương pháp gì cũng không thể có được. Cho nên dứt khoát không mong cầu. Cái quan niệm này rất quan trọng. Sau đó, đệ tử quy cùng thập thiện nghiệp đạo thì chân thật có được cái gốc. Nếu như không có cảm ứng thiên, đệ tử quy cùng thập thiện nghiệp đạo rất có thể chỉ là biểu hiện bên ngoài. Có cái hình thức này, không có công phu thực chất. Chân thật hiểu được nhân quả báo ứng, một bữa ăn một ngụm nước đều do tiền định. Thọ mạng con người dài ngắn, phú quý, bần cùng, thì đều có nhân mạng. Tôi có thể có được chút thành tựu đều nhờ lão cư sĩ Chu Kính Vũ. Khi tôi còn trẻ, bộ sách đầu tiên tặng cho tôi chính là Liệu Pháp Tứ Huấn. Tôi cảm kích vì lão nhân này. Ông tiếp dẫn tôi vào cửa Phật. Khi tặng cho tôi Liệu Pháp Tứ Huấn, năm đó tôi 26 tuổi. Tôi liền liên tục xem qua 30 lần, đại khái 2-3 tuần lễ thì xem xong 30 lần. Tâm bệnh của tiên sinh Liễu Phàm tôi đều có. Những ưu điểm của ông tôi đều không có. Cho nên lấy ông để đối chiếu lại chính mình, tôi rất là hổ thẹn. Liền phát tâm thay đổi tự làm mới. Trong mạng tôi, tài khố trống không, không có tiền. Cho nên tôi không ý niệm muốn phát tài. Cái niệm này liền bị cắt đứt. Trong mạng không có quán ấn, cái ý niệm làm quan cũng cắt đứt. Trong mặt của bạn không có, cầu cũng không được. Hà tất phải vọng cầu? Cũng rất là hiếm có. Lão sư của tôi, Đại sư Chương Gia, chỉ cho tôi một con đường, khuyên tôi xuất gia. Tôi từ nơi nghề nghiệp này là do lão sư quyết định. Tôi tôn kính lão sư. Tôi tin tưởng lão sư. Con đường này đã đi đúng. Vậy tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên cả đời của tôi không có ý niệm xây đạo tràng. Vì sao vậy? Tôi không có phước báo đó. Cả đời học Thích Ca Mâu Ni Phật, du hóa ở nhân gian. Nơi nào có duyên thì đến nơi đó. Giảng kinh, dạy học 51 năm rồi. 51 năm không có gián đoạn, mỗi ngày đều giảng. Việc này phải có công phu nhẫn nại. Cái này tôi từ nhỏ đã học tập, do cha mẹ dạy. Cho nên phải cảm ơn đối với cha mẹ. Học được nhường nhịn cả đời, nơi nơi chúng ta đều là nhường người khác. Chính mình có thể nhận lợi ích đối với chính mình rất nhiều.
Cho nên chúng ta hạ quyết tâm một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, cầm ba cái gốc này, quyết định thành tựu.